Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn làm hai con cái sim các bạn, và một con cái kem pháp chữa giấy yêu thương nha các bạn. Đây, cái sim mẫu cực kỳ đẹp, sim khú, chân móng đồ hoàn thiện đó, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, chân móng đồ hoàn thiện nha các bạn đó, mặt gu sai tích đồ nghiêm chỉnh, sai tích đồ nghiêm chỉnh. Con khú này cao 1m2 có dư các bạn, cao 1m2 có dư khú nè các bạn, cao 1m2 có dư. Chân móng sò rúng dài yếm dày, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh. Bò này tầm 15 tháng tuổi các bạn, 15 tháng tuổi, cao 1m2 có dư các bạn. Giá 19 triệu con khú này các bạn. Xin khú tơ này là giá 19 triệu các bạn, 19 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, còn đây xin đỏ cũng 1m2 dư luôn các bạn. Giá 15 triệu. Rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng nè, hoàn thiện hết. Đó, chân móng nè, hoàn thiện hết. Con này tầm cũng 15 tháng tuổi luôn các bạn. Giá 15 triệu các bạn, 15 triệu. Cao 1m2 có dư luôn các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó. Giá 15 triệu con cái sim này các bạn. Rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh. Con này bô tay các bạn, cao vàng. Bô tay nó bao cao vàng các bạn, xương cực kỳ lớn luôn. Đó, chân móng sò hẳn băng. Sái tích rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn. Cao 1m2 có dư, giá 15 triệu các bạn, 15 triệu. Đó, bò tầm 15 tháng tuổi các bạn. Bò tầm 15 tháng tuổi. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, con này cao vàng dữ lắm nha các bạn. Sai tích rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, chân móng sò giá 15 triệu các bạn, 15 triệu. Đó, 15 tháng tuổi luôn các bạn. Không lan giá nha. Con này quyền bò hết các bạn. Giá 15 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, mình comment dưới màn hình video. Con khú này các bạn, quay lại con khú cho anh em coi lại nha. Cao cũng 1m2 có dư nè các bạn. Rúng yếm sai tích đồ nghiêm chỉnh. Con khú này sau này các bạn nuôi lên mẫu cực kỳ đẹp nha các bạn. Con khú này cũng tầm 15 tháng tuổi luôn các bạn. Giá 19 triệu. Giá 19 triệu, cao 1m2 có dư. Cao 1m2 có dư, giá 19 triệu luôn các bạn. Đó. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua đèn khui à. Rúng chèn dài, yếm dày cui, bạc gu, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Bạc gu, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Bạc gu, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Còn đây là con kem pháp chữa 5 tháng. Kem pháp chữa 5 tháng. Chữa 3B. Kem pháp chữa 3B 5 tháng. Chân móng đồ hoàn thiện, cao 1m2 bò. Đó, kem pháp này có ngang nha các bạn. Cao 1m2 bò, kem pháp này có ngang nha các bạn. Đó, kem pháp này có ngang nha. Rúng nè, sải tích đồ nghiêm chỉnh hết. Cái hùng lớn. Kem tơ chữa 5 tháng 3B, cao 1m2 bò. Giá 22 triệu các bạn, giá 22 triệu. Đó, giá cực kỳ yêu thương luôn các bạn, 22 triệu. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, kem pháp cái này lưng một lưng nè, chân móng sò nè, rúng nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, nói chung là đầy đà các bạn. Con này nó đầy đà, đít toàn đồ đầy đà hết các bạn. Lưng một lưng, chân móng sò. Giá 22 triệu, chữa 5 tháng 3B. Đó, ông chữa lứa đầu tiên. Chữa 5 tháng 3B, giá 22 triệu. Cao 1m2 bò, cây đu chà bá luôn, hoa lớn. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Hoa lớn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, lưng một lưng nè. Đó, con kem pháp này có ngang nha các bạn. Con kem pháp này có ngang nha. Đó, cái ngang hết biết luôn các bạn ha. Chân móng sò nè. Đó.
cầm chân cầm xương đồ lớn, đòn thì dài, tướng đầy đà, chữa 5 tháng, chữa 3B, cao 1m2 bò, giá cực kỳ hữu hương luôn các bạn, 22 triệu các bạn, 22 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại con cá kèm pháp chữa 5 tháng 3B, bao chữa bao khám, giá 22 triệu, cao 1m2 bò. Đó, ôm chữa lứa đầu tiên nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.